Great. Song, 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 song. Song. Hi, baby. Hi, baby. Oh my gosh. Best product of the year. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào, xin chào, xin chào. Không cần phải giới thiệu thì mọi người cũng biết là hôm nay là video của mình có ai rồi ha. Trăng bắp, trăng bắp. Lâu lâu mà ngồi với Trang á là Xin hay bị giật mình lắm. Tại đang ngồi cái tự nhiên cái yeah. Ok, chiêu nè. Chiêu nè, đây là chiêu. Ok, và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì đây là tháng 12 rồi. Cho nên Xin và Trang ngày hôm nay sẽ quay video Best of Beauty 2019. Để xin lỗi mọi người trước thì hôm nay có hai món Xin đã quên đem. Tại vì Xin để nó ở một cách hay khác. Cho nên hồi sáng lúc mà Xin gom đồ lại qua đây thì Xin quên. Và cái category đầu tiên của chúng ta đó chính là primer. Hồi khách tới nhà cho nên mình... Này, actually là nhà của khách. Mình mới là khách tới nhà. Nhưng mà nhà ở trên YouTube thì xin mời Trang đi trước. Ok, cái này của em là Believe Numero 10 Essence thì actually thực ra nó không phải là primer mà nó là một dạng essence trong bước dưỡng da thôi. Nhưng em thích sử dụng tại vì là nó thấm vào da nhanh và nó không bị dính. Hiện giờ nó có một tí hơn này. Và mỗi lần dùng cái này xong thì bình thường là da bên này khô, thì lúc mà dùng xong và dùng foundation hoặc cushion lên thì nó sẽ không kiểu bị mốc á. Là mướt đúng không? Nó mướt hơn. Em sẽ dùng toner và sau đấy là sunscreen. Và sau đấy là bước này. Cái primer của Xin thì có hai cái. Một cái là cái thứ nhất là cái sunscreen của Clay Beauty, gọi là nó có thể giúp cho makeup nó long lasting hơn, thì nó cũng một tí đó cũng gọi là primer. Và bình thường mấy người mà không xài foundation như Xin thì cái đó là rất là tiện, tại vì nó giúp cái makeup kết dính nhiều hơn. Còn cái thứ hai là cái BB cream của Arborian. Thì nó là cái dạng BB cream, cho nên nó là dạng như là color matching, là khi mà nó ra màu trắng nhưng mà khi mà apply lên da thì nó sẽ chuyển thành cái màu tông của mình. Thì cái đó thì nó làm cho da nhìn rất là mịn và rất là mướt. Khi mà apply foundation lên nữa thì nhìn da đặc biệt là nó căng, nó bóng. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ có foundation. Foundation thì đó cũng là một trong hai sản phẩm mình xin quên ngày hôm nay. Thì đó chính là chai Pat McGrath Skin Fetish. Sao lại cười? Tại quên hoài à. Không có biết mà, xin lỗi mà. Ok, Pat McGrath. Mọi người biết là khi mà nói tới foundation, Xin không phải là người xài foundation. Bình thường một năm mà Xin mua một chai là đã nhiều lắm rồi. Và chị rất là đẹp á. Tức là lúc mà nhìn thì nếu mà lần đầu mới gặp thì không ai nghĩ là đang không dùng foundation cả. Texture check, like tone check. Không thể tin được. Lúc mà chụp cho Freya mới không xài foundation đúng không? Người đầu tiên mình thấy không dùng foundation mà đẹp hơn dùng foundation. Này này. Trời ơi, ngại quá. Thì xài thì Xin cực kỳ thích tại vì nó rất là mỏng nhẹ. Và khi mà xong thì nhìn da lúc nào cũng rất là glowy. Và khi mà tới cuối ngày thì cái performance của foundation trên da nó vẫn như vậy. Chứ nó không có bị bình thường, có những cái đánh rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì nhìn da mình nó còn tệ hơn á. Ừ, còn cái này thì sẽ không bị như vậy. Thì cái mà cushion thích nhất của năm nay là cái này. Là YSL Fusion Ink Le Cushion. Tông của mình đang dùng là tông 25, nó sẽ hơi trắng hơn da mình một tí. Nhưng mà cái cushion này của YSL thì cảm nhận đầu tiên mà đến bây giờ vẫn giữ nguyên. Đấy là lúc đánh lên ai nhìn cũng sẽ hỏi là đang dùng cái gì đấy. Bởi vì nó có một cái như kiểu cái filter nhẹ như là đang dùng filter Instagram ấy. Tại mình tự nhiên da nó mờ nhẹ. Mà nó căng. Yeah. Thì cái này là cái cushion hay mà em cảm thấy là nó xứng với số tiền mà bỏ ra. Thì cái này nó phù hợp với kiểu da của em mà em thích. Cái filter đấy, cái lớp màng mờ che phủ tốt. Không xuống tông nhiều. Và nó cũng không làm cho cái vùng này da dầu quá nhiều. Nó không phải là chặn. Đúng. Nhưng mà nó cũng không kiểu đến cuối ngày nó trông nó vẫn rất là ổn á. Nó không có bị vỡ nền đúng không? Thì cái rẻ hơn, mức giá rẻ hơn là cái Clio này. Thì cái video trước review rồi. Cái này thì kiểu bởi vì không thể dùng cái này liên tục được vì rất là soft. Những ngày bình thường thì sẽ dùng cái Clio Stay Perfect này. Cái foundation gần đây thích thì là cái Shiseido này. Hôm nay đang dùng cái này. Cái này là tông 250 sand. Tên gì ấy? Synchro Skin Self Refreshing. Thì cái này cái độ che phủ của nó khá là tốt nhưng mà không bị quá dày. Và hôm qua đi tập gym với Xin lôi xuống thì cuối ngày thấy là nó không kiểu bị vỡ nền ra sau khi mà mồ hôi tỏa ra nhiều á. Ôi hôm qua còn lúc mà đi ăn ốc này nọ. Đi ăn ốc này kia rồi mỡ rồi. Và một cái foundation nữa là thích trông nó hơi bẩn một tí. Đấy là cái NARS Sheer Glow Foundation. Thì cái này là trước vì chịu cắn mất cái pump của em nên là em đang phải dùng một cái này để đậy mà nó không bị khô. Light 4.5. Cái này nó không sheer một tí nào, mặc dù tên nó là Sheer Glow vẫn nó glow and then che phủ tốt. Giải thích cho cái tên của nó. Cái sheer không phải là nói về texture, nó là it's a sheer glow. Có nghĩa là nó like a little bit of glow.
cả mọi người ấy. Lúc mà dùng cái này rồi xong nói chuyện với nhau, nó đâu có share, nó đâu có share đâu. Tại vì là có những vết thâm mụn mình có trên má mà nó che được tốt luôn, không cần dùng quá nhiều. Thank you. Khai sáng. Khai sáng luôn. Ok, và concealer. Ở đây xin có hai cái. Em có một cái. Suốt 2 năm nay. Cái này của chị cũng là suốt. Ôi, cái này của chị đã là suốt 3-4 năm nay rồi đó. Thì mình biết là cái này là mình nghĩ là đại đa số mọi người được thử qua rồi, cái là The Same Tip Concealer. Nó quá rẻ cho cái chất lượng của nó luôn. Là hình như là 3-4 đồng thì thôi á, cho một cây mà mình thường, các bạn biết concealer mình xài sẽ rất là lâu đúng không? Cực kỳ tốt, che phủ rất tốt, không bị khét khi và đi rất là mượt. Ngay cả những ngày mà da khô đánh nhìn nó vẫn không có bị, không bị vướng lại á. Em đồng ý. Đúng, xin dùng ngay tông 2, anh thân dùng ngay tông 1.5. Còn cái mà phiên bản high-end hơn của cái đó, thật sự xin cảm thấy hai cái này rất giống nhau. Đây là cái Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Texture khá giống nhau, cái này nó hơi nước hơn một tẹo, nhưng cái này nó hơi kem hơn, đặc hơn một tí, nhưng mà nó long lasting hơn nữa và cái che phủ của nó tốt hơn cái này nữa, và nó làm đặc biệt là nhìn da nhìn cực kỳ smooth luôn, nhưng mà cũng khá là close, cho nên các bạn muốn xem nha. Các bạn chip như mình thì và muốn bougie, lâu lâu muốn bougie tự thử như mình thì có thể splurge qua cái em này. 2 năm nay tất cả mọi video em không có gì phải nói thêm nữa, em dùng like neutral mãi mãi vẫn là cái cây này thôi. Mãi mãi và mãi mãi một tình yêu. Ok, powder. Cái này chị rất là excited. Của em là quả đào màu hồng, cái này là của Eclipse. Thì cái này em dùng nửa năm nay thôi. Và cái bông mút của nó nhìn giống quả đào, và nhiều lúc em thấy nó hơi giống cái bất. Cái này thì là phiên bản đặc biệt, tại vì bình thường thì nó là vỏ đen, còn cái này nó có mùi hơi đào nhẹ. Thì thích bởi vì cái này là lúc mà dặm lên cái vùng quầng mắt của em thì nó cũng tạo một cái lớp mờ. Em rất là thích những cái gì mà làm nó ra em mờ, tại vì như thế nó sẽ kiểu làm cho cái lỗ chân lông của mình cảm giác bé lại á. Còn thật ra cái này kiềm dầu thì cũng không hẳn, em tìm phấn phủ thì em lại thích là nó làm nhìn da đẹp, nhìn hơn, nhìn lên cái da. Có một lý do mà chị không xài được phấn nén, cũng xài được từ đây trở xuống thôi, cứ vào cái vùng này á, bất kỳ phấn nén nào nó cũng làm khác khi cái vùng này của xin hết. Có một makeup artist đã giải thích là tại vì thường phấn nén á, nó là dạng nén, cho nên cái trọng lượng của nó khá là nặng, cho nên khi mà để lên đây thì nó sẽ kéo xuống lên đây. Ai mà những cái phần da này bị mỏng á thì sẽ không ưa được những cái loại phấn nén. Thì đây là All Time Favorite Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Bạn nào mà như xin là thích những cái loại phấn mà cực kỳ mịn mà lên da là nó cho cảm giác như vẫn còn like skin á, là nó không có thay đổi cái tone hoặc là cái texture của bề mặt da mình, nó vẫn làm cho da nhìn rất là radiant và rất là mịn á, thì sẽ rất thích cái này. Không bao giờ làm breakout skin tại nó quá dễ thở, tại nó quá mịn á, thì nó không làm bí da, nó cũng không có talc, là cái chất mà dễ gây dưỡng và dễ bí lỗ chân lông. Nên với xin thì đây là tất cả những gì mà xin cần trong một loại powder. Suốt bao nhiêu năm trời nay thì cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Mình được mượn em này dùng một lần hôm đám cưới chị Linh, hôm đấy cũng rất là thích, tại vì kiểu tối mọi người cũng đi đến tận 2-3 giờ sáng mới về ấy. Nhưng mà thấy kiểu lớp makeup nó vẫn ở nguyên đấy, mà sau đấy chưa có cơ hội mượn lại nên là mượn thì cứ mượn thôi. Ok, và cái thứ nhất mà xin thích đó là Urban Decay Brow Blade. Thì nó là một đầu là chì, thì cái cây chì của nó nhỏ như là brow wisp của Anastasia vậy á, và nó mềm nhưng mà nó không có bị quá mềm, nên nó có độ wax rất là tốt cho nó sẽ giữ. Còn cái thứ hai, cái mà xin cực kỳ yêu thích đây là cái dạng felted. Thì có nghĩa là nhất là những cái phần đầu chân mày nè, hoặc là cuối chân mày, thì các bạn có thể giả bộ vẽ lên những cái sợi lông á, bởi vì nhìn chân mày của mình nó rất là 3D á. Nhìn bằng mắt thật ở ngoài đời thì nhìn vẫn còn thấy những cái sợi lông chân mày á. Xin xài màu taupe, cái màu giống sợi lông. Đúng rồi, giống sợi lông. Brow gel thì xin xài Benefit 24 hour brow setter. Đây là cái cây brow setter gel, brow gel duy nhất mà nó có đủ khả năng nó set cái sợi lông của xin. Nó cực kỳ hard core luôn á, là nó rất là cứng nên nó giữ, tại vì mấy cái cọng lông chân mày của xin nó rất là dài á, cho nên những cái brow như Anastasia hoặc là những cái khác á thì nó bị trũi xuống á. Chứ nó không có được dựng lên, nó không giữ dựng lên được. Còn đây là cái duy nhất mà nó giữ dựng lên được cả ngày á các bạn. Năm vừa rồi em không thử nhiều sản phẩm brow lắm, tại vì là nhưng có một cái mà để đổi màu lông mày em rất là thích thời gian gần đây là Amimi. Cái này cũng là brow mascara, thì cái đầu của nó lại nhỏ như thế này thôi này. Lông mày của em rất đen, nó không dài nhưng mà nó đen màu ấy. Thế khi mà nhuộm tóc màu sáng hoặc là đổi màu tóc liên tục thì để lông mày mà đen quá thì trông cũng hơi kỳ. Thế là phải dùng những cái này, và cái này nó vừa có tác dụng đổi màu, nó vừa có tác dụng set luôn. Thì nó vừa là brow gel và nó vừa là
cái gì màu á, cái gì brow mascara nhỉ? Ừ, nó chính xác là mascara, màu em thích dùng là dark brow. Cái này giá cũng rẻ thôi. Ừ. Và dùng được lâu, phát huy hiệu quả thì thích. Ừ, thường chị thấy những cái thằng này xài, những thằng gel này xài rất là lâu, xài cả năm vẫn chưa thấy ấy, nó vẫn không bị khô á. Cái miệng vừa mà nó natural nhưng mà cái bản màu mắt đẹp quá, mắt đập ngay vào cái nồi cái này này. Yes, mình nghĩ là các bạn nào xem channel của mình thì cũng biết về cái bản màu mắt mà mình obsessed over này. Đây là bản màu mắt mà mình trước đây mình cũng xài Natasha Denona VSR something. Nhưng mà chưa bao giờ mà Trang swatch. Một swatch duy nhất. Cái màu đẹp quá. Nó là rose gold đó. Nó rất là mịn ý. Ừ. Một lần chị đánh nó hơn 24 tiếng đồng hồ. Literally hơn 24 tiếng đồng hồ. Và nó vẫn như vậy. Không bay luôn, tại bình thường chị cảm giác là có nhiều cái màu cảm giác da và những cái màu matte ở trong đây thì cực kỳ mềm, mềm như bơ vậy đó, và nó blend cũng rất là tốt nữa. Từ ngày có cái bộ eyeshadow này thì Xin chưa bao giờ có nhu cầu mua thêm bất cứ gì khác. Xịn quá. Ừ. Cái hộp á, cái hộp cái hộp đã thấy ấy. Cái hộp này chắc cũng phải nửa cân nổi. Ừ. Mà nhờ như mình nghĩ là nhờ nó như vậy cho nên nó sẽ bảo vệ được những cái eyeshadow nằm bên trong của nó, chứ không thì chẳng hạn như Natasha Denona các bạn bỏ rất là nhiều tiền mua nhưng mà cái hộp của nó thật sự là khá là chán á, cho nên lúc nào cũng bị cái tình trạng là nghe feedback là nó bị vỡ liên tục. Vì xin thấy những cái bản màu mắt này, cái điểm mạnh của nó là nó không có giống như những cái màu mà các bạn dễ tìm á. Bôi giấy khô không ra luôn. Vẫn y nguyên trên tay luôn á. Năm nay là một năm mà mình sử dụng mỹ phẩm Hàn Quốc nhiều nhất từ trước đến giờ. Tại vì kiểu cảm giác là cái style muốn thay đổi một chút. Thì 2-3 năm trước là em make up đậm hơn, với cả là kiểu thích màu mày đậm hay nói chung là đậm. Còn năm nay thì thích cái gì nó nhẹ hơn. Năm nay cái bảng sử dụng nhiều thì này là bảng Base Muse Day này. Cái này thì nó sẽ không kiểu wow bam bam bam. Nó sẽ rất là tự nhiên trong khoảng vừa phải. Những cái màu nhũ của nó khi mà xoay lên thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng vậy thôi. Nó vẫn lên màu, nó vẫn đều màu. Thì cái này nó 25 màu, mọi người cũng thấy là mình sử dụng trong nhiều video rồi, dung tính dễ sử dụng hàng ngày. Nice. Nó không có gương. Bây giờ là eyeliner. Bản thân Xin không sử dụng eyeliner nhiều, tại vì bình thường thì Xin thấy là mình cũng mặc ác đủ sẵn rồi đó. Mắt chị rất là sắc sẵn á. Kiểu ví dụ mình phải kẻ trong kẻ ngoài, gắn mi, kẻ đuôi ấy, mắt vẫn chưa thể nào sắc lên được. Kiểu ví dụ mà không có những cái đấy là buổi sáng mắt sẽ cảm thấy lờ đờ, với cả nó không tươi tỉnh ấy. Mắt khi nào mà nhìn mắt Xin cũng ngừng. Chị đã kiếm ra được lông mi của em rồi. Hồi nãy Trang đi khắp nhà hỏi là mọi người có thấy lông mi của Trang hay không, và tiếp tục là Đức đã đem con đi mất nhưng bây giờ đã phát hiện ra lông mi ở trên dép trong nhà. Đây là Xin sử dụng ít cho nên Xin chỉ nói sơ qua thôi, tại vì mình có sử dụng nhiều á, cho nên những lần mà Xin cần á thì Xin chỉ sử dụng cái một tí xíu highlight của gel eyeliner của Philia, cái cây màu nâu này nè. Và nếu mà cần smudge ra đây, những ngày mà Xin đánh smoky eye thì Xin cũng sẽ xài cây này, còn không thì cũng nếu mà thực sự rất là hiếm, nhưng mà những khi mà có xài liquid eyeliner thì Xin cũng sẽ xài cái Ophelia luôn, tại vì Xin thấy là nó hay luôn. Là khi mà Xin đi về Việt Nam thì cũng chỉ xài mỗi từ, tại không đem bất cứ eyeliner nào ngoài cái Ophelia hết, chỉ xài mỗi cái Ophelia thôi, và Xin thấy là nó cực kỳ lâu lasting và vẽ rất là mượt luôn á, cho nên không thấy là có nhu cầu phải mua bất cứ cái thương hiệu quốc tế nào hết, chỉ cần xài cái eyeliner của Ophelia là Xin thấy là rất là đủ rồi. Và khi mà ở Việt Nam thì nóng ẩm rồi đủ thứ như vậy mà tí đến cuối ngày về eyeliner vẫn còn, có nghĩa là approve, tại vì nó đã test trong cái điều kiện khắc nghiệt nhất rồi. Với mắt mình, mắt em thì lúc nào cũng phải sử dụng kẻ mắt. Nếu mà không sử dụng, ví mà không kiểu kẻ rõ bên ngoài thì vẫn phải tight light kẻ mắt mí trong ở bên trong để cho mắt cảm giác nó tươi tỉnh hơn ấy. Thì đấy là lý do mà có cái sản phẩm gel eyeliner này. Tại vì là cái này mình thường dùng màu choco brown, không phải màu đen nữa mà là màu nâu sáng thôi. Dùng như khẩu không dùng ấy, nhưng mà chắc chắn là có sự khác biệt. Như kiểu hôm nay em chỉ dùng cái này trên mắt thôi, nó kiểu rất là nhẹ nhưng mà nó không rõ cho người khác nhìn thấy mình đang kẻ mắt, nhưng mà nó vẫn cho mình sự tự tin là mắt mình hôm nay tươi tỉnh chứ không bị kiểu lờ đờ. Còn cái kẻ dạ này của Clio cũng khá là tốt luôn, tức là cái này nó là cái kẻ đầu có màu nâu luôn, nó đầu dạ chứ nó không phải đầu lông, rất là vừa giá tiền cho những bạn nào mà kiểu mới tập kẻ. Tiếp theo là chúng ta tới mascara. Đây là nếu mà Xin không tự tin khi mà nói về eyeliner hoặc này nọ thì mascara Xin là chuyên gia. Yeah. Mắt của Xin lúc mà không có mascara, có mascara cực kỳ khác. Một cái mà Xin có thể nói là nếu như mà các bạn muốn thì các bạn muốn splurge là dành tiền một tí cho cái những cái sợi lông mi của mình và cho nó khác thì các bạn nên invest vào cái này.
trong một thời gian rất dài thì Sim nghĩ là lash primer là cái gì đó mà người ta chỉ muốn lừa bịp mình thôi. Tại vì đánh hai lớp mascara là nó cũng như là mình đánh primer rồi. Có hai cái mà Sim thích, là một cái là cái Dior tại vì nó có dưỡng thôi chứ không có gì hết. Còn cái này thì cái Marc Jacobs Velvet Lash Primer. Khi các bạn đánh lên nó sẽ có màu trắng bột như vậy nè. Và khi mà đánh lên xong thì các bạn đợi một tí cho nó khô một tí, 30 giây thôi, và các bạn đánh lên á thì lúc nào lông mi nó cũng giữ đứng như vậy, nó không có làm trĩu lông mi xuống cho cả ngày luôn. Nói chung là nó làm cho cái mascara của mình nó long lasting cực kỳ tới tận cuối ngày á, và nó cũng có dưỡng nữa. Mà những người mà cần bấm mi á cũng mà có xài cái này cũng bảo là nó giúp cho mi giữ cong rất là tốt luôn. Lông mi của chị như kiểu mình phải dán cái loại mi giả số cực dày. Bây giờ chỉ có chút mascara không. Oh my god. Mascara. Ok, mascara năm nay drugstore thì Sin vẫn giữ cái favorite của năm ngoái, cái đó là L'Oreal Paradise. Các bạn cũng đã nghe Sin nhắc về cái đó rất nhiều lần rồi, cho nên Sin thấy là không có gì phải nhắc lại nữa. Nhưng mà cái mà năm nay mà đặc biệt là có một cái sự hiện diện nữa, đó chính là NARS Climax, cái tên. Thì cái packaging rất là nổi là cái đỏ như vậy. Đó là nó làm dày, 2-in-1 luôn. Bình thường thì các bạn muốn làm dày thì phải hy sinh cái chuyện làm dày. Nhưng mà cái này nó vừa dày và vừa dài. Và đặc biệt là nó rất là tự nhiên, chứ có những cái mà vừa làm dày làm dài á, chẳng hạn như Better Than Sex mà chúng ta sử dụng mà không kỹ á, thì các bạn rất là dễ bị vón cục nè. Hoặc là cái Mr. Big của Lancôme á, thì nó làm cực kỳ dày luôn. Nó chỉ là đúng là Mr. Big luôn á, làm lông mi nhìn khác hẳn luôn, nhưng mà cũng bị có những cái tình trạng là rất là dễ bị vón cục. Còn cái này là rất là dễ xài, nghĩa là các bạn muốn layer lên 2-3 lớp cũng được nữa, cho nên Sin sẽ recommend cái này hơn. Cái một cái nữa mà cho những bạn mà thích mà chuốt lông mi dưới như Sin nè, thì các bạn biết là những cái cây cọ này nó to thì rất là dễ bị smudge. Thì có một cái cây đó là cái Maybelline Lash Discovery, thì cái sợi cọ, cái cọ của nó cực kỳ nhỏ. Cực kỳ nhỏ, và cái chất của nó cũng rất là tốt nữa. Có nhiều cái mascara chỉ dành cho lông mi dưới á, thì cái chất của nó quá mỏng cho nên nó doesn't make any difference. Còn cái đó thì cái chất của nó cũng cực kỳ tốt, nó hơi keo một tí á, cho nên nó bám vào những cái lông mi dưới đây nó ha, thì nó không biết nữa, chị thấy là nó làm cho tạo cảm giác như là mắt búp bê á. Dày và đen lắm luôn ấy. My turn. Em thích cái này là một là sản phẩm rất là rẻ thôi của Etude House. Thì cái này là mình dùng màu brown với cả màu black. Cái này nó là hai đầu. Thế cái hai đầu, một đầu là mascara bình thường, thì chị có thể thấy là nó mỏng. Tự là nhiên, dài đúng không? Nó vẫn là tự nhiên và hơi cong nhẹ. Nên là em sử dụng hàng ngày. Tại vì nếu mà mình không dán mi giả hoặc là mình không nối mi ấy, thì mình chỉ muốn cái mi của mình nó bình thường thôi. Còn cái đầu còn lại của nó là mi dưới, cũng bé bé này. Thì mascara với em thì nó không quan trọng như chị. Kiểu là eyeliner với chị nó không quan trọng như với em. Bronzer. Cái của em là Urban Decay Beach Bronzer. Còn mình dùng là màu bronze. Thì cái này mình dùng để tạo vẽ sống mũi cho nó cao hơn tí này, rồi đánh ở hai phần này cho nó gọn hơn một tí. Còn bình thường là mình ít khi mà tạo khối ở phần này á, bởi vì là cảm thấy sau một thời gian thấy nó không hợp với khuôn mặt lắm. Hàng ngày mình sẽ chỉ dùng cái này cho mũi và phần này thôi. Và cái tông này thì nó cũng phù hợp với tông da của mình, nó bám lâu và nó không kiểu bị cam quá, nó cũng không bị xám quá. Thì nó với em thì bronzer nó hợp cái tông da của em, nó last long, bền bầu trong ngày, mịn là được. Thì bronzer như vậy thôi. Em rất là dễ tính á. Nhưng mà chị thấy là tại vì mặt trang dài á, thật là ghen tị. Những ai mà mặt dài á thì thường chị đánh ở bên ngoài này thôi là nó đẹp rồi, tại vì cái mặt dài mà cho nên các bạn không muốn đánh vào trong đâu. Đấy, mặt dài này đánh sao cũng đẹp rồi. No. Ok, còn Sin thì thường thì Sin sẽ đánh cái phần từ trên đây bắt xuống đây như vậy. Và năm nay là một năm rất chán cho bronzer, phải nói thật là Sin cũng không Sin không có thử nhiều, tại vì Sin có hai cái palette, một là của Hourglass, một là của Charlotte Tilbury. Thì Sin chỉ xài liên tục hai cái bronzer trong đó thôi, tại vì Sin thấy là cái formula không thể nào mà. Thì bronzer như Trang cũng nói, chứ còn nó tán mịn. Nó cái màu nó hợp với da mình, nó không có, nó long lasting rồi, nó đều màu, nó giữ màu lâu, đây là được rồi. Thường thì hãng Hourglass làm những cái chất về phấn rất tốt, cho nên nó rất là mịn và nó long lasting này nọ. Thì những cái pan bronzer này nhìn thì mình tưởng là nó rất là bóng đúng không? Nhưng mà không đánh lên nó nhìn nó chỉ là nhẹ, nó kiểu tự nhiên như vậy thôi. Nó không matte, nó không lì, nó cũng không glow, không bóng. Thì nhìn nó rất là tự nhiên như là da. Còn cái mà kiểu như là nó cũng cực kỳ mịn thì đó cũng của Charlotte Tilbury. Hai cái hãng này thì làm bronzer cực kỳ tốt, cho nên yes. Thì các bạn có thể mua riêng cũng được, không cần mua palette như vậy đâu. Và hôm nay chúng mình ngồi đây đại diện cho hai phong cách khác nhau, vì khi nhìn chị Sin là thấy con Tây rõ ràng luôn. Con Tây. Con nhà Tây ý, không phải là cái con Tây mà là con nhà Tây. Nhưng mà Trang xinh lắm á mọi người.
xinh thấy là ở ngoài còn xinh hơn ở trong video, trong hình tinh xinh đi. Đó là lời khen mà tại sao mặt lại xụ. Tôi khen mà. Tiếp tới, bronzer sau chúng ta sẽ tới blush. Năm nay là năm mà tất cả mọi người đều go crazy for blush. Cái thứ nhất là của Another Stories. Another Stories là thương hiệu thời trang mà Xin cực kỳ thích. Cái line makeup của họ không có gì nổi bật với Xin hết ngoại trừ cái blush này. Xin có hai màu, một cái là màu hồng đất và một cái là màu cam nổi như vậy. Nhìn nổi mà đánh lên cực kỳ dễ, nó kiểu burn orange á. Là cái Honest, lát nữa chị sẽ nói tới. Và cái chất của nó cực kỳ mềm, cực kỳ dễ tan. Nói chung là rất là mịn, rất là đẹp. Còn cái mà hôm năm nay mà stand out, rất là stand out, đại diện cho cái dòng cream blush, đó là của Honest Beauty của chị Jessica Abba. Đây là màu Plumberry. Không biết tại sao mà năm nay Xin cực kỳ thích đánh cái màu Plumberry luôn mọi người. Tại hồi đó Xin lúc nào cũng là peachy, bronzy đúng không? Nhưng mà năm nay cực kỳ chuộng cái Plumberry, nhất là khi đánh với màu đỏ nữa. Đánh son đỏ cái má kiểu như là khi mình uống rượu vang mình hơi xoay nhẹ đó. Đó chị đang đánh nè. Và nó cực kỳ mịn và sau nó sẽ dry matte, nên nó khi mà nó tán ra xong rồi thì nó sẽ matte chứ nó không có bị dính. Xin không thích dùng tay khi mà đánh blush, cho nên cái này là một trong những cái mà Xin rất là thích, đó là chỉ cần lấy cọ chấm lên và đánh lên thì nó tự nhiên là mình đánh phấn vậy đó. Cho nên một cái rất là ấn tượng bởi cái này. Các bạn nào mà thích tay tay và da giống chị Zina, màu ấy đẹp quá. Nhìn ở bên ngoài rất là đẹp ý. Yo em, yo trời ơi. Năm nay là năm mình sử dụng rất là nhiều single blush, không dùng palette nhiều lắm. Và đi du lịch thì vẫn mang single blush tại vì là thích layer nhiều lớp lên trên má. Ở đây có 3 hãng, tất cả đều là 3 hãng của Hàn Quốc, giá rẻ cực kỳ luôn. Cái thứ nhất là Apeel. Cái này thì bảng màu của Apeel thì là nhiều nhất, nên là nhiều sự lựa chọn về màu nhất. Và cái này là cái mà em dùng nhiều nhất thời gian gần đây, là một tí cũng say rượu, nhưng mà say rượu trên gương mặt của chị là màu đấy, còn say rượu trên gương mặt của em là màu này. Còn hàng ngày thì mình sẽ sử dụng những cái tông kiểu như thế này. Cái này thì là của Roman đấy, tông cũng đất hầm. Còn một cái hãng nữa là Pixi. Thì cái này có một bạn founder em rất là thích luôn, bạn ấy tên là Hanu ở bên Hàn Quốc. Thì ba cái màu nó rất là lạ. Cái này là rõ cam này, cái này là lavender thì tím, cái này là hồng cam đào. Màu nó sẽ rất là nhạt luôn á, nó sẽ là những bạn nào mà đang đi học mà kiểu muốn make up nhưng mà không muốn rõ quá sẽ rất là thích những cái phấn kiểu như thế này. Nó sẽ nhẹ nhàng thôi, layer lên mặt nó vẫn có màu. Nhưng mà anh có màu đúng không? Đấy. Rất là mịn, em thấy bám tốt trên da của em và em không muốn gì phàn nàn cả. Ok, và bây giờ thì chúng ta tới highlighter. Cái khi nào mà cái makeup routine của chúng ta mà không có highlighter nó sẽ cảm thấy là thiếu sức sống vậy đó. Có lên một tí highlighter là kiểu đi đâu thì Xin cũng quay trở lại cái này. Các bạn cũng biết về cái này, Xin cũng crave về nó rất là nhiều rồi. Và những bạn mà sau khi mà nghe Xin recommend và mua cái này thì cũng nhắn với Xin là this is the best hand down. Nào giờ Xin là một người cực kỳ ghét cream highlighter. Nhưng mà cái này của Charlotte Tilbury, và lý do mà Xin thích là cái thứ nhất là nó cực kỳ đẹp. Là nó ướt mà nó cứ glow lên như vậy. Nếu các bạn có thể thấy má của Xin nè, nó cứ như đó, nó là kiểu như vậy. Chứ nó không phải là hai cái đường. Right. Và nó rất là long lasting, và khi mà các bạn quen rồi á thì nó sẽ set chứ nó không có còn dính nữa. Một điểm cực kỳ quan trọng. Quan trọng nhất đó chính là gì các bạn biết không? Các bạn có thể đánh nó ở trên phấn, có thể các bạn set phấn xong hết rồi các bạn đánh lên nó vẫn được. Yes. Tại vì rất ghét cái mà mấy cái sản phẩm cream á là khi mà chúng ta set phấn rồi là khỏi đánh được nữa. Tại đánh là nó trôi nhất đi luôn, nó nhất luôn cái lớp đấy đi á. Kiểu khi mà em thoa trên đây em cũng thấy là nó ngấm vào da luôn. Mai là yes. Matte, soft and gentle. Yes. Từ cái tên các bạn cũng thấy được rồi đúng không? Soft classic and gentle, rất là nhẹ và dịu dàng. Nhấn mạnh năm nay team của mình là natural, thế nên tất cả mọi đồ đều natural, nhưng mà không phải là kiểu không có gì, mà tức là đánh lên vẫn cảm giác là có make up, thấy xinh hơn bình thường. Thì cái này là cái tông mà mình thấy là những bạn nào tông da của mình dùng sẽ rất là ưng. Nó cũng rất là nhẹ thôi á, nó không phải kiểu bùm chiếu vào hai vành highlight như là chị Xin lúc ấy bảo, tức là mình năm nay mình không muốn highlighter nào mà nó kiểu nó sẽ kiểu nếu mà đi ra ngoài nắng hoặc dưới ánh sáng thì thấy nó ửng nhẹ nhàng, mặt khỏe mạnh, glowy, bừng sáng, chứ không phải kiểu đang cố tình đánh highlighter. Mình xin nghĩ là những cái highlighter mà Xin thích là đa phần đều gọi là nó có khả năng nó bắt sáng á, ở trên mặt mình là nó reflect ra, hút hết ánh sáng vào gương mặt. Ok mọi người à, xong trước khi nói thì đây là một cái favorite cực kỳ mang tính bias.
của Shein. Shein là người mẫu trong cái chiến dịch campaign của Fila Cotton Lip Cream mùa lễ hội 2019. Cho nên nếu mà Shein nói Shein không thích cái này thì nó cũng đùa thôi. Thì bình thường á. Cái đoạn này là chúng ta phải quay lại nè. Tại vì nãy giờ quay ngồi lo nói xong rồi bày tỏ tình cảm với nhau cho đã, không ai nhìn vào cái màn hình Jack hết, nó không quay. Ok, a Fila Cotton Lip Cream. Liquid mà nó bông á, nó là fluffy. Cho nên khi mà chúng ta đánh lên thì các bạn sẽ nghĩ là nó rất là dày. Nó là một cái category khác so với những cái chất khác, so với cái loại liquid lipstick bình thường là đánh lên nó khô lại. Thì mình thích cái này đó là tại vì cái thứ nhất là các bạn có thể có nhiều sự lựa chọn. Các bạn có thể đánh cái đánh một tí chúng ta tán này, nhìn môi nó kiểu như là nó mờ mờ, nó soft, focus vào Photoshop vậy đó. Còn cái thứ hai là các bạn có thể đánh đặc luôn như mình. Và khi đánh đặc thì nhìn môi nó rất là gợi đòn á, nó vẫn mềm ở trên môi, rất là thoải mái và dễ chịu. Tuy là nó không có khô lì lại nhưng mà các bạn cũng không có cảm thấy là nó bị nhão nhão ra, nó không có lem ra, nó vẫn rất là giữ lại ở trên môi của mình. Suốt 2 ngày full và nửa ngày thứ 3 thì Shein đánh đều không cần lip liner hết. Và Shein nghĩ là ngoài trừ những người mà tạo ra cái cây son này là Trang và ekip của Trang rồi, Shein là người thử rất là nhiều. Dạ, và Shein sẽ là người mà hiểu cái cây son này nhất. Tại vì sau những ngày đó thì Shein nghĩ là Shein đánh mấy trăm lần cái loại cây son này. Chị phải đánh lên xong tẩy đi, rồi đánh lên xong tẩy đi rất là nhiều lần, phải chuyển màu á, và liên tục trong 3 ngày. Và cái điểm thứ 3 mà Shein cực kỳ thích của cây son này là đó là khi mà các bạn đánh xong á, mà cái tuy là các bạn bôi hoặc ăn nó bị trôi đi thì vẫn còn lớp tint màu các bạn à, có nghĩa là môi mình vẫn còn màu đó. Cho nên khi mà các bạn đi ăn nè, các bạn ngồi trước crush, các bạn cũng không sợ, chúng ta vẫn còn đẹp đó. Và màu xin thích là màu gì? Cái thứ nhất đó là sweet as you, màu đỏ hồng cực kỳ đẹp. Và cái thứ hai là so shy. So shy xin thích nhất là khi mà đánh lên xong rồi xin sẽ lấy giấy bặm nhẹ, chỉ còn trừ là một cái lớp mỏng màu nhẹ thì nó giống như là cái màu my lips were better vậy đó. Đây cũng là cái tấm hình mà nhìn xin chụp mà sao xuyến luôn á, cái ảnh mà mình phải bảo là gây thương nhớ của ai đây. Ở cái đó là cái màu mà show ra đầu tiên đó. Yeah. Tất nhiên sản phẩm của em thì em cũng không thể nào nói gì nhiều hơn, bởi vì là em giới thiệu và em tất nhiên là em tự hào về nó. Nhưng mà cái điểm tự hào nhất về cái sản phẩm này lần này thì đấy là có lẽ là cây cầu gắn kết tình cảm của hai chị em mình. Nói cái này kiểu em bắt đầu hơi emotional, hơi ấy một tí. Nhưng thực ra là trước đấy thì khi mà chị Shein đi học và không ở Việt Nam, làm việc đi học ở bên kia, thì chúng mình cũng không thực sự là chat nhiều lắm. Cho đến đợt này khi mà chị Shein về cũng một thời gian lâu lâu, thì lúc đấy mình mới có mở lời là mời Shein làm muse cho cái campaign này của Fila. Và từ những cái shoot hình đấy, từ những cái buổi mà bọn mình gặp nhau rồi làm việc, thì mới bắt đầu hiểu nhau hơn, hiểu tính cách của nhau hơn, rồi cảm thấy được là sự chịu khó với cả sự nhiệt tình của chị trong suốt buổi chụp. Ngoài cái vẻ đẹp mà mọi người đang nhìn thấy ở đây thì chị ý rất nhiệt tình, rất chuyên nghiệp luôn á. Tại vì lần đầu tiên mình gặp một người mẫu mà người mẫu lại còn mang lại cho mọi người cái nguồn năng lượng nhiều như thế. Thế là khi mà các bạn chụp một cái shoot hình 5-6 tiếng rồi thì chắc chắn là ai cũng đã mệt rồi. Và lúc đấy ỉu dần thì chị Shein sẽ là người kiểu mọi người ơi vui lên đi, tỉnh lên đi, nếu mà không ỉu là chụp sẽ không đẹp đâu. Và shoot nào chị cũng cười rất là tươi và rất là nhanh luôn á, tức là kiểu bập xong tìm ảnh đẹp lên luôn. Bởi vì cái cảm xúc trong mỗi bức ảnh nó rất là đẹp, rất là thật và rất là kiểu fresh. Đây là cái shoot hình mà mình ưng nhất từ trước đến giờ luôn á. Nhờ custom mà chị em mình có thể gần nhau hơn. Thế mà nói là chị gặp nhau có một hai lần trong suốt khoảng thời gian là cả 2-3 năm, bảo ôi rất là thân thiết, thì chị thấy nó hơi giả tạo á. Lần này thì gặp nhau rất là nhiều, là trong công việc nè, đi ăn nè, đi cà phê nè, đi đám cưới của Linh nè. Sau những lần đó là cả Trang, Julius, Shein và Đức, 4 người, 2 couple với nhau, kiểu như là chia sẻ với nhau nè, tâm sự với nhau này nọ, thì cảm thấy là cực kỳ gọi là thương luôn á. Trang á thì là một người mà kiểu như là cũng là hết lo về bạn bè nè. Khi mà làm công việc thì Trang cũng kiểu professional và kiểu như là girl boss, cho nên là Shein là một người mà làm giờ rất là ngưỡng mộ những ai mà có tinh thần làm việc và rất là thông minh á, và là cực kỳ kiểu như là humble, dễ chịu, humble, nói chung là tất cả những cái tính từ nào tốt mà Shein có thể dành. Còn Đức là kiểu không biết là Đức có nghe được hay không, mà Đức là kiểu như là một người em trai mà nào giờ Shein muốn mà chưa từng có vậy đó. Lần này là Shein với lại Julius là đều rất là quý Trang với Đức. Lần này mà đi thì sẽ rất là buồn luôn á. Đừng buồn. Nhưng mà sẽ về nhanh.
Thế còn sản phẩm son, sản phẩm son khác. Và sau cái lớp son lớp fluffy đó thì chúng ta sẽ quay trở lại cái dòng son classic liquid lipstick nào giờ của chúng ta, là son lỏng và khi khô chuyển sang lì, đó chính là NARS Liquid Lipstick màu Star Women. Đây là màu đỏ đẹp nhất trong năm mà mình thấy, là cái màu đỏ mà dạng classic đẹp nhất trong năm mà mình thấy, đó là màu đỏ mà nó là blue tone nhưng mà nó cực kỳ rực nhưng mà nó lại không bị sến. Mà đánh lên các bạn sẽ thấy là nó rất là quyền lực và nó thu hút ánh nhìn của người khác ngay lập tức. Những ai mà xem đánh cái màu son này 100% sẽ được tất cả màu, sẽ được rất nhiều người hỏi là đây là màu son nào. Cái này kiểm chứng nha, tại vì có một bức hình chị đội một cái nón nghiêng khuôn mặt này này, mà cái bức hình đấy nhá, tức là Jin khi mà các bạn xem Instagram của Jin ấy thấy rất nhiều ảnh đẹp, nhưng mà đấy là cái bức mà mình nhìn xong mình kiểu nhớ mãi luôn, gây ấn tượng luôn ấy. Thì đây này, đẹp không? Là avatar của Sin. Và ngay cả không những chỉ là màu đỏ này mà những cái màu nude thì Sin cũng dùng cái dòng này luôn. Và cũng kiểm chứng là cái chất son liquid lipstick này rất là tốt và nó không làm khô môi. Muốn cực kỳ tự nhiên hoặc là lúc mà Sin đi du lịch trên máy bay thì Sin lúc nào cũng xài Dior Lip Glow, tại vì nó dưỡng, làm môi mềm và nó có cái màu nữa. Đó là ba loại mà Sin có thể tóm gọn lại trong năm nay. Em rất là thích Dior Lip Glow và ai cũng phải đồng ý nó hao rất nhanh. Còn nếu mà favorite lipstick của Trang trong năm thì mình sẽ hẹn gặp mọi người ở trong một video khác, tại vì đấy là cái gọi là cái collection và cái sở thích lớn nhất của mình từ trước đến nay, mọi người đều biết thì mình không thể nào nói ngắn gọn được. Có một cái xin phải kể cho mọi người, xin studio của Trang á, Trang có hai cái tủ mà các bạn biết là cái tủ nó cao có phải 3 mét và nó rộng chắc phải bằng cả cái sofa này, và nó đầy son, là cả hai tờ kệ đều đầy hết son. Và tất cả những loại son mà các bạn đã từng nghe đến tên thì Trang đều có, và không phải chỉ có một hai màu mà là mỗi loại sẽ là full collection luôn. Và xin bước vào xin nhìn xong xin chung chị về cho em làm vé vào bảo tàng ha. Ok, vậy là đã hết rồi. Rồi. Và đó là cái danh sách của Best of Beauty 2019. Và nếu mà các bạn muốn coi video Best of Skincare 2019 thì hãy cho tụi mình biết ở dưới comment nha. Best of Skincare chỉ có nhiều cái để nói là mà em cũng muốn nghe. Da chị đẹp ý, đẹp kiểu không unbelievable luôn á. Cũng mong là cái video này nó sẽ hữu ích cho mọi người, tại vì khi mà nói tới những cái là best of the year thì là những cái sản phẩm đã được chứng thực là nó thực sự rất là gây nghiện, rất là tốt. Cái thời gian này là cái thời gian mọi người đều tìm những cái sản phẩm tốt để mà mua tặng quà cho người thân, cho những người xung quanh, cho bản thân mình. Thì mình hy vọng là những cái sản phẩm này sẽ đem tới niềm vui cho các bạn và cho những người xung quanh của mọi người nữa, thì cái đó thì sẽ đem niềm vui gấp đôi gấp ba cho Trang và Sin. Và các bạn nào mà muốn người kia mua tặng gì thì nhớ tag và nhớ nhắn nhủ để người ta biết nha, vì mùa này là cái mùa mà chúng mình sẽ nhận được rất là nhiều quà xinh. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Các bạn nhớ like và subscribe. Trang không có cần thêm subscribe. No, I need nhớ là like, subscribe, nói chung là đủ thứ hết, đủ combo hết nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp. Bye bye.